Lúc khi Tổng thống Biden tới Việt Nam cách đây mấy ngày để ký cái nâng cấp quan hệ là đối tác chiến lược toàn diện, tức là mức quan hệ cao nhất là đối tác là bạn, là đối tác là bạn nha, vừa hợp tác kinh tế vừa là một bạn hàng, và có thể là Biden cười tới Hà Nội cười rất vui, còn là thì có thể là nói là những người bạn tri kỷ đó. Nói chung là bây giờ là đã thành công, những cái đấu tranh của chú Ngô Kỳ á, đấu tranh cho người Việt thì theo quan điểm của con thì nó đã trở thành hiện thực. Và có rất nhiều của người cũng một cái nhóm gọi là nhóm đấu tranh đó, là dưới cái cờ gì mà đỏ đỏ đen vàng vàng đấy, là đấu tranh cho người Việt để trở thành là đồng minh của Mỹ hoặc là giống Mỹ. Nó có cái này hơi buồn cười chút, mà ta hỏi cái này nè. Từ hồi xưa tới bây giờ mấy chục năm, 48 năm nay, gần 50 năm nay, thì tất cả mọi người đều nói một cái câu như vậy rồi: hãy ngã về phía Mỹ, đừng có ngã về Trung Cộng. Mà từ hồi xưa cho thấy Việt Nam chẳng có ngã mẹ gì với ai trên rồi, mà lúc nào nó cũng kêu gào, nó hù, nó làm đủ trò. Hãy ngã về Mỹ thì cơm ở nhà cửa nó sung túc, nó mới giàu có. Còn ngã về phía Trung Quốc thì coi như là tàn bạc bán nước, nó chửi mà nó chửi thôi, chửi một ngày, nó chửi 48 năm nay rồi, đúng không? Cái tự nhiên cái ông Joe Biden, cái ông qua một cái hiệp ước nâng cấp quan hệ toàn diện thì đương nhiên phải ngã như Mỹ rồi chứ, ngã rồi phải không? Ngã rồi nó cũng chửi cái vậy, tao không có hiểu được luôn á. Có nghĩa là ngã nào nó cũng chửi thôi mày, tao mệt quá này, tao tay gì cái tao cũng coi dị ứng. Có nghĩa là khi nó đòi hỏi mà tới bây giờ, cách đây mấy bữa thì tuần trước không, đại khái vậy, được rồi, nó cũng chửi, nó kỳ vậy. Nói chung là thế này, mình cân bằng nhé, mình đã ký chiến lược toàn diện với Trung Quốc từ lâu rồi, thì bây giờ ký với Mỹ là cân bằng và là hợp tác cân bằng. Hai bên đều là bạn, nói chung là mình không nghiêng ngả về hẳn về bên nào hết. Cái gì có lợi thì là ở đây là mình phải làm theo là có lợi cho tất cả các quốc gia trên thế giới, không đồng minh phe phái để gây ra là thù oán, đau khổ trong chiến tranh chẳng hạn đấy. Và đây là hợp tác, chỉ có kinh tế, hợp tác kinh tế thì mới tạo ra hạnh phúc cho loài người được. Chứ còn mà nếu mà phe phái để mà quân lộn nhau thì chắc chắn là sức đầu mẻ trá này. Nếu mà chiến tranh gây, kể cả chiến tranh giữa Việt Nam hay bất kỳ một nước nào xung quanh gần biên giới Việt Nam đi, thì cái phần thua thiệt cả thế giới, chứ không phải là chỉ Việt Nam hay là những nước lân cận hay là cả Mỹ. Thì vừa rồi đây là cuộc chiến của Ukraine với Nga đó, thì nó là gây ảnh hưởng toàn cầu. Cho nên là nhận thức được như thế thì chỉ hơn bằng là mình hợp tác về mặt hòa bình, nói chung là phải hòa bình, hợp tác có thể hòa bình độc lập. Tao là con dân của nước Việt, tao rất là dốt, nhưng mà tao vẫn nghĩ được cái điều đó, tao nghĩ được điều đó. Vậy cái người Việt Nam mình hoặc là cái nhà nước Việt Nam mình từ hồi xưa tới bây giờ họ nói chuyện cách là dĩ hòa vi quý, bởi vì họ hiểu được cái sau những cuộc chiến Việt Nam mình đã hứng chịu ngàn năm đưa Hồ Tàu, rồi tới trăm năm đưa Pháp, hai mươi mấy năm Mỹ, rồi xong tới bây giờ tướng Pol Pot, rồi tới phía Bắc chiến tranh triền miên. Họ hiểu được cái giá trị của chiến tranh, và ngay tại thời điểm này mình phải hiểu là bất cứ ở phe nào cũng vậy thôi, mình phải hiểu được cái đất nước Việt Nam hiện giờ ra hòa bình và độc lập nguyên giải từ Nam Căn đến mũi Cà Mau, từ ải Nam qua đến mũi Cà Mau, có nghĩa như vậy. Cái điều đó là cái người hiếu đã là con dân nước Việt, tôi không cần biết, anh cũng thể chế nào biết, nhưng cái điều đó anh cũng hiểu là cái nỗi mừng vui nó không bao giờ mà cái gì đến đánh đổi được. Thế thì có những cái con người nó buồn cười lắm, nó không nghĩ điều đó, mà nó nghĩ lúc nào nó cũng chia cắt, nó cũng chia rẽ, nó cũng đánh, nó phá, nó làm đủ thứ ra. Bởi vì cái kỹ cái cộng rồi đó, là ta không hiểu được người đó, những người đó ta không hiểu, con người đó là người gì ta không hiểu. Tôi có thể khác biệt về vấn đề chính thể hoặc là cái gì tư tưởng, nhưng mà đã là con người Việt Nam mà tôi anh bảo đảm anh coi tới đây,
cái baseball hoặc là cái quốc tịch của anh qua bên cái chỗ nước Mỹ nó có ghi anh hầm bài làm thắng cấu không? Không, nó cũng để chữ Việt Nam mà. Ê, không chạy đâu chứ. Nhớ nha, công nhận thể chế nha, tôn trọng thể chế, công nhận độc lập nha. Đúng rồi. Cương mạnh nha, giàu qua mạnh nha. Quan trọng cái là quan trọng tôn trọng thể chế nha. Đúng rồi, tôn trọng thể chế, công nhận. Là thể chế ta gì một đảng đảng sản đấy. Bây giờ bên kia thì hoạt động sao? Bây giờ mấy bữa nay nghe cơ khỏe chứ yên nắng quá hoạt động sao ta? Cái quan điểm chú nó hoạt động thế nào? Đâu có đâu, thì cách đây mấy bữa thì cũng lên live của chuyện nước tiểu đi, thì mình nói rồi cái điều này là ngay từ thời điểm bây giờ đó, khi ông Biden hôm qua ông ký hiệp ước rồi đó, thì chúng ta coi như là một là bởi vì nó không còn có lệnh cộng sản nữa. Từ hồi xưa á, không chơi không hết ga, cho nên việc đó thành ra nó cũng cần cứ nói hoài phải chơi với Mỹ là nghi ngã qua Mỹ được. Bây giờ chơi hết ga rồi thì bây giờ ta nghĩ là cái điều đó nó không còn cái vụ lằng ranh quốc cộng nữa, bởi vì nên ra giờ không có nói chuyện Việt cộng, không có nói chuyện cộng sản Việt Nam nha, mà nói ai nói là vậy đó. Cái lằng ranh quốc cộng đó thì tụi nó xuyên tạc đấy chứ. À, thì bởi vậy tự tạc, nó tự tạo, nó vẫn có cái lý do. Tự tạo chứ. Đó có lý do, nó tại vì Mỹ không chơi Việt Nam, là tại vì Việt Nam là cộng sản. Bây giờ Mỹ nó chơi hết ga thì bây giờ tao hỏi mày, nó đã tôn trọng thể chế của Việt Nam và coi như ngang hàng vậy đó, thì cái đó còn gọi là quốc cộng gì nữa không? Chắc chắn là không rồi, đương nhiên rồi. Mọi người dân máu đỏ da vàng là người Việt Nam ở đâu đến đâu bây giờ ai đâu là con dân Việt Nam con mình chỉ mình chỉ buồn mà có đấy. Một số thành phần và những số sức khỏe đi đã là mang dòng máu Việt, biết nói tiếng Việt mà không hề biết thương cha thương mẹ, không hề biết thương quê hương. Ở đây là ta không nói chuyện lớn lắm, như tao thì tao không có nói chuyện quê hương, yêu quê nước mẹ cả. Tao trên nơi cái tao sanh ra và nơi bồ mã ông bà tao vẫn còn nằm đó, tao vẫn đi tới tao thắp hương, vậy là tốt. Họ không nghĩ tới điều đó, mọi chữ bản chất mà chữ một cách vô cớ, chữ một cách buồn cười, chữ một cách láo tét, kêu là bố lá bố tét, người Bắc rồi đó, chứ nói vậy họ không hiểu gì hết. Bởi vì cái đó cũng là một cái thực sự là mình rất là buồn, nó thẳng là như vậy. Bởi vì họ cũng là mình, họ cũng như mình thôi, mình cũng là người Việt, họ cũng là người Việt thôi, nhưng họ không có suy nghĩ như mình, họ không có cái đó gì. Thế đất nước họ không thương, gia đình họ không thương, quê hương họ không thương, bồ mã ông bà không thương, thì hỏi mày thẩm thương ai? Bản thân không thương luôn. Thì thương ai? Đúng chưa? Bản thân không thương luôn. Bởi vì rất không lao động thì không có tiền, là không có tiền để sống. À, như chú Ngô Kỳ nghe chú nói thất bại vậy, có lương bây giờ có lương không? Chắc chắn là có, là bởi vì nhà trợ cấp của nhà nước Mỹ coi như là food stamp với lại tiền hàng tháng khoảng welfare 200 welfare đấy, tiền visa đó hả? Tiền visa cũng đưa cái đó, lấy cái đó về Việt Nam không? Không được. Cái gì cũng được ra khỏi nước Mỹ nó tốt. Như chú thì sao? Tao khác, tao về hưu. Về hưu ta đã cống hiến đóng rồi, thuế mấy chục năm. Chú nói rõ cho mấy mọi người hiểu cái câu chuyện mà về hưu vì welfare gì đây cho mọi người hiểu đi. Tao nói hàng trăm ngàn lần là phải mối này đâu. Có nghĩa là cái tiền welfare với cái tiền hưu khác xa hoàn toàn. Tiền hưu là tiền bỏ công sức những năm tháng mình cài cấy bên Mỹ, đóng thuế các cái cho đầy đủ chính phủ Mỹ, thì mình đủ tuổi là 40 cái credit, cái là 40 điểm đó. Tao tính là 10 năm mà tức như là 40 điểm đó. Thì khi về già 67 tuổi được lãnh tiền hưu, thấy không? Ngược lại những người nào tiền ăn tiền trợ cấp thì gọi là welfare đó, thì không cần phải làm gì cả, miễn đủ từ trên 65 tuổi là được hưởng rồi. Nhưng mà cái tiền đó là không được ra ngoài khỏi nước Mỹ quá 29 ngày. Nếu quá 29 ngày là nó cúp, nó chỉ dùng trong nội bộ nước Mỹ mà thôi, đơn giản vậy thôi. Thành ra những người đó không thể đi ra nước ngoài dài lâu được, không có thể đi quá 30 ngày được, nói cho giờ hiểu gì đúng chưa? Tao nói hàng trăm ngàn tao nè, An Nhiên nè, nói chung là rất là nhiều lần rồi, mấy năm nay rồi, nói cả hàng ngàn lần rồi. Nhưng mà yêu cầu phải có quốc tịch Mỹ không? Cũng không cần, nghe nói thẻ xanh cũng được hưởng rồi, nhưng mà đa số những thành phần đó là quốc tịch Mỹ, nó ở lâu. Nó sống tới 65 tuổi đi nó phải ở lâu rồi, nó ở lâu đi nó có quốc tịch rồi mình không phải. Có thẻ xanh cũng được, không có sao, ta nghĩ là vậy. Vậy thì chắc cái tiền đó chắc có mà cái tiền đó đủ có đổi số tiền đó mà về Việt Nam mình sống thì ok, không có gì cả. Nhưng mà nếu có tiền đó mà sống bên Mỹ thì hơi không đủ, không chật vật, rất chật vật. Rồi có tiền thuê nhà không, rồi có tiền kia ăn, tiền bún, rồi tiền đủ thứ chuyện, tiền rồi không đủ, đói.
nói chung là dù sao thì những người mà không lao động, không đóng thuế thì về già cũng có được mấy trăm đồng đó, thì cũng có là coi là cái đó là chính sách tốt của Mỹ. Đó một cách khác mấy trăm đồng đó là đây, tốt. Nhắc lại ông câu mà hôm qua mày nhắc tao. Ai cũng biết Forbes là một thằng YouTuber trẻ. Nó đó đi qua bên nước Mỹ. Và đã trở về Việt Nam rồi và đang đi du lịch đây thấy. Nó có một cái câu như vậy. Đã 3 năm rồi, 3 năm ở bên là hiểu rồi. Nó nói một câu như vậy. Nước mưa. Ở nước Mỹ không cho ai không bất cứ một cái gì. Chỉ ngoại trừ một điều. Nước mưa. Nước mưa. Nước mưa là miễn phí. Cái đó là thằng Khoa Bích nó nói nha. Mẹ tao nói. Còn có chuyện mà tao nói là tao nói hàng chục năm nay rồi, không mới ra nhưng mà thằng Khoa Bích mới về nó mới nói. Chỉ có nước mưa là miễn phí. Thấy chưa? Đó có một cái vui đó nè, hồi trước bị cái biển cái sát phạt. Thì nó live stream nó có một cái đăng bài nó nói nè. Đừng có dạy mà hỏi cảnh sát Mỹ mày đưa cái chuyên về mày ra. Nó bắn chết bỏ. Nó bắn chết mẹ. Đó là thằng Khoa Bích đó nha, chứ không phải là tao nha. Đó. Ok. Nó nghĩa là vậy. Câu đó làm YouTube rất là tuyệt vời, nổi tiếng. Không biết, anh tao không để ý mà mấy lúc gần đây tao mới thấy nha. Bởi vì tất cả nó kỳ lắm. Đừng lo xa, đừng lo người này, đừng lo người kia. Lo mình trước đi, lo mình nè. Bởi vì nhiều người hỏi, ủa bác ra lên mạng lâu quá sao bác không biết người này, tao không biết đâu cần biết, tao đâu cần biết ai đâu, tao thích thì tao làm, tao không thích thì thôi, mà tao cũng không cần biết ai. Đầu tiên mình lo cho mình trước, mình làm cho cái gì mà cảm thấy lương tâm mình không cắn rứt, đúng, ok, không xâm phạm tới ai, không chửi rủa ai, có nghĩa là mình nói những cái phản ảnh sự thật. Tao về quê hương, tao về đất nước Việt Nam, tao đi chơi, tao lay gym, tao quảng bá hình ảnh, ở đây đẹp, ở kia đẹp, ở kia đẹp. Ở chỗ này thơ mộng, ở chỗ kia bãi biển này kia. Xâm phạm ai đâu? Không có ai xâm phạm gì cả, chẳng chịu được ai cả. Nhưng ở đó có nội dung, có nghĩa là ở đất nước tôi ngày nay đã phát triển khung cảnh tuyệt vời, người dân du lịch rất là đông, khách ngoại quốc cũng rất là đông để vào đất nước tôi đã du lịch. Đủ rồi, cần gì là phải đất nước đẹp từ nông thôn tới thành thị. Đúng rồi, có cái nào phát triển, có phát triển, cái nào không phát triển. Đơn giản mà, đâu có gì đâu, phải cũng xây dựng đẹp đẽ, hài hòa, nói chung là... Cái điều quan trọng nhất là anh phải nói thật, đơn giản gì thôi. Nhưng mà cái những người mà không có thiện cảm với Việt Nam mình thì thường thường hay nói xấu. Và nói xấu bất chấp, nói không có căn cứ, cũng cứ nói cho nó sướng. Tại sao? Trong lúc là một cách đơn giản thôi, tao với thằng chú Hải lại ăn ngồi, ở đây quán cà phê, ngồi căng dốc buổi sáng trước khi vào làm việc. Đơn giản quá, dân ở Mỹ không bao giờ có chuyện đâu, không có chuyện đâu. Ngày giờ này là tụi nó vô ca hết rồi, hầu như từ là già chứ trẻ, ai còn sức lao động là vô hết rồi, không còn ai ngồi quán cà phê cả. Chỉ có quán cà phê là chỉ weekend, từ thứ bảy giật thôi. Mà thứ bảy giật mà lỡ mà có overtime cũng phải ráng đi, bởi kiếm tiền mà overtime mà không ai mà đi rảnh hơi mà đi quán cà phê đâu. Chỉ có ở Việt Nam rồi, ở Việt Nam là vừa làm vừa chơi, thẳng là như vậy. Và cái đời sống ở Việt Nam rất là dễ sống. Thẳng là dễ sống. Đó, nói gì vậy cho mày hiểu. Mọi người còn nghe nói không? Mọi người còn nghe nói rõ không? Âm thanh tốt không? Sao thấy im re vậy trời? Nó là như vậy. Đã là người Việt rồi, mang trong lòng có những cái bực bội, những cái mà gọi là vô bổ này, họ thay tự xưng và đấu tranh, tranh đấu nhân quyền gì cho Việt Nam mình, tôi thấy nó tức cười quá. Và khi họ, đó là cái gì, đó là cái thể hiện cái lòng ích kỷ, họ sự ganh ghét, và những cái kẻ mà không làm mà đòi có ăn, như đái xã hội, họ cảm thấy họ không bằng, họ không bằng ai. Họ nhìn, họ cảm thấy tụi nhập, họ mới là bực tức, họ gào, khóc, họ đủ thứ trò. Mình, tất cả mọi người dân ở Việt Nam, ai cũng biết rồi, từ hồi xưa tới giờ những cái phong trào là cây, cá, cảnh, biển, cá chết rồi, xong rồi, chặt cây, chặt hộ, cái tiếng chó gì nó cũng đem lên, thậm chí con mèo nó chết, con chó nó chết, nó cũng đem ra ngồi, nó kêu gào, rồi vận động dân quyền, chó quyền, cái chó gì, thấy không? Nó giữ cái mình buồn cười. Nhân là người, quyền là quyền con người. Tại sao mà nó không nói, nó toàn chó mèo à.
tại khác ở bên Mỹ không đòi nhân quyền cho những người đang ở ngoài đường mà không nhà không cửa, ở dưới phường Cali rồi thì Nga Capari gì đó Cali cái đó thì quậy quá rồi, qua đất người đâu mà lộn nhộm đòi nhân quyền cho những người đó đi. Đó đúng rồi, không rất chạy được đó. Bây đòi giờ đi. Sáng nay mới đọc báo thì có một cái cô bé tên là cô Mai Mai gì đó, cái cũng bị câu lưu và kết án. Sáng nay Triệu Quốc Thiên ra đưa tin, thế thì cô này cũng đã là người phụ nữ nha, cũng gan lì lắm, trèo vào cái tòa nhà Quốc hội tấn công vào trong đó. Mình nghĩ mình buồn cười. Ý tao muốn nói cái điều này là mình phải biết mình là ai, mình đứng ở một góc độ nào, ở cái xã hội nào. Cô ấy, cô tưởng cô là người Mỹ chính gốc, Mỹ trắng. Bây giờ tôi nói cho mày nghe, bây giờ thật sử dụ như đi, một người Mỹ rõ ràng họ làm cái điều đó mình coi được không sao hết, là bởi vì là đó là dân nước của họ, còn mình là người nhập cư, nên nhớ mình là người nhập cư nha. Mặc dù có quốc tịch nhưng mà nó là tờ giấy nhập cư, không cũng leo vô cuồng Donald Trump vô tấn công của nhập hoàng nhà quốc hội. Bữa nay nghe nói ra tòa rồi, bắt rồi, nhốt rồi, rồi ở tù rồi. Hôm bác Biden đến Hồ Trúc Bạch là rước nhân quyền về Mỹ rồi chú. Đó. Nhân quyền Việt Nam có thừa. Trên cái dù ông mặc sen mà trên có cái dù thả dù đó, dưới co chân nó thả dù xuống Hồ Trúc Bạch đó. Mà được cứu sống đó, bị thương cứu sống đó. Đó là nhân quyền đấy. Vô mặc kèn đấy, đó là nhân quyền đấy. Đúng rồi. Quyền con người đấy, anh mang bom mang đạn xuống ném xuống thủ đô Hà Nội. Mà người ta bắn máy bay chạy. Người ta chưa giết anh mà người ta còn cứu anh. Cứu anh nữa. Rồi cứu mang anh. Đã anh về cố quốc. Rồi. Cái đó là nhân quyền chứ còn gì nữa. Là nhân quyền đó đó. Thấy mình thấy về công dân người Việt Nam mình rộng lượng vậy. Biden mang sang rước nhân quyền về Mỹ rồi đó. mình ngu mà. Mình mới nói câu gì. Có được đúng không? Đúng rồi, mình chẳng biết là ai là ai. Nhưng có cái điều lạ luôn à. Anh ở đất cách xa đất nước tôi nửa vòng cái đất bên kia bán cầu, tự động cái anh chạy qua đây cái anh nói nè, anh dựng chuyện lên cái sông cái anh quýnh tơi tả thả bom thì nhóc cái xong anh về bên. Rồi anh nói là anh ban phát nhân quyền, mày chấp nhận gì đó không, lạ không, kỳ cục. Bây giờ nói một cách khác là giờ nhà của mày đó, cái thằng hàng số mày nó cãi lộn mày còn ok chấp nhận. Ồ tự nhiên nhà của mày có thằng ở đâu ngoài Hà Tĩnh, ngoài Nghệ An ở nhà ông vô kêu quýnh mày ngoài cãi lộn mày chấp nhận không? Anh ở đâu tôi không biết anh đâu hết. Có những chuyện vô lý mà mình dân, những thằng nông dân người ta mới nghĩ ra, có nghĩa là nó kỳ cục. Thấy rõ ràng không? Tôi quái quá mà nó có chuyện kỳ cục. Còn mấy bữa nay bác Biden sang rước nhân quyền ở Hồ Trúc Bạch về bên tham bên đó, tụi nó im hơi lặng tiếng rồi. Không im hơi đâu, nó buồn cười đã, tao nói rồi đó, cái gì nó cũng chửi. Bây giờ muốn nhân quyền có nhân quyền nó rước về tụi bay đó. Đâu có chửi, đâu có yên cho nó đâu, nó cũng chửi à, khổ nó cũng chửi à. Ở đó bao đình ngu này gì cái nữ tướng chuyện mệt lắm. hãy suy nghĩ mộc mạc như tao đi thì cái gì nó cũng được rồi, cứ cười hề hề xong nghĩ cái gì mình nói gì mình thích nói mình nói, đừng đụng chạm tay là ok rồi. Chắc chưa làm cái gì, chắc chưa trong đầu óc làm cái gì để cho nó nặng đầu lên rồi mày để ý rồi thôi. Tao nói rồi, mày thấy những cái ông mà bằng tuổi tao mà sống ở bên nước ngoài á, mà có một cái tâm hồn hận thù về đất nước Việt Nam mình, bất cứ gì lý do gì, ta thấy họ cằn cỗi, khắc khổ, không vui tươi, ăn không ngon, ngủ không yên. Nói chung là không được như tao đâu. Tao là từ khề khề đây, đặt lưng xuống là ngủ khò khò khò, đầu óc vô tư, rất là giả vậy đó.